Nhật ký 376. Lạy Chúa Giêsu của con tin tưởng ơn Chúa sẽ giúp con thực hiện những điều quyết định này. Mặc dù những điều ấy được gồm chứa trong lời khấn vâng phục, nhưng con muốn thực hiện một cách đặc biệt, bởi vì đó là điểm thiết yếu của đời tu. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, con khẩn khoản nài xin Chúa soi sáng tâm trí con để con được biết Chúa hơn, vì Chúa là hữu thể vô cùng, đồng thời cũng được biết bản thân hơn, vì con chỉ là hư vô. Nhật ký 377. Về bí tích xá giải, chúng ta có thể rút ra được hai hình thức lợi ích từ việc xưng tội. Nếu thứ nhất, chúng ta đi xưng tội để được chữa lành. Thứ hai, chúng ta đi xưng tội để được dạy dỗ như một con trẻ. Linh hồn chúng ta lúc nào cũng cần được huấn luyện. Lạy Chúa Giêsu của con am hiểu tường tận những lời này và nhờ kinh nghiệm bản thân, con biết rằng tự sức mình, linh hồn sẽ không thể tiến xa. Dù tận lực đi nữa, cũng chẳng làm gì được cho sánh danh Chúa. Linh hồn thường xuyên bị lầm lạc vì tâm trí tăm tối và không biết minh định những việc của mình. Con sẽ chú ý đặc biệt đến hai điểm. Thứ nhất, khi đi xưng tội, con sẽ chọn điều nào bắt mình phải trả giá thật đắt. Vì dù lỗi phạm nhỏ mọn, nhưng cũng là điều làm con nhục nhã. Do đó, con sẽ xưng thú ra. Thứ hai, con sẽ thực hiện việc ái hối, không những lúc xưng tội mà trong mọi lần hồi tâm. Và con sẽ dục lòng ái hối, nhất là trước khi đi ngủ. Thêm một điểm nữa, linh hồn thành tâm muốn tiến bộ trên đường chọn lành, phải nghiêm chỉnh vâng giữ lời khuyến dục của cha linh hướng: lệ thuộc bao nhiêu, thánh thiện bấy nhiêu. Nhật ký 378. Một lần kia, khi đang thưa chuyện với cha linh hướng, tôi được thị kiến nội tâm nhanh như ánh chớp, thấy linh hồn của ngài đang chịu đau khổ. Rất ít linh hồn. Đau khổ ấy xuất phát từ công cuộc này. Sẽ đến một thời điểm mà công cuộc Thiên Chúa đang đòi hỏi quá nhiều này sẽ ra như hoàn toàn thất bại. Và khi ấy, Thiên Chúa sẽ hành động với quyền năng phi thường để minh chứng tính xác thực của công cuộc này. Đó sẽ là một vẻ huy hoàng tân kỳ đối với giáo hội, mặc dù đã bị quên vùi trong một thời gian lâu dài. Không ai còn có thể phủ nhận Thiên Chúa vô cùng lân ái. Chúa mong ước mọi người hiểu biết điều này trước khi người lại đến trong tư cách thẩm phán. Chúa muốn các linh hồn nhận biết người là quân vương từ ái. Khi cuộc vinh thắng xảy đến, thì chúng tôi đã bước sang cuộc sống mới, không còn đau khổ. Nhưng trước đó, linh hồn cha linh hướng sẽ ê chề cay đắng khi nhìn thấy những nỗ lực của ngài bị hủy hoại. Tuy nhiên, điều ấy chỉ có vẻ bên ngoài như vậy mà thôi. Vì một khi Thiên Chúa đã quyết định điều gì, người sẽ không bao giờ đổi thay. Mặc dù sự hủy hoại này chỉ có vẻ bên ngoài, nhưng đau khổ vẫn là thực tế. Khi nào điều này xảy đến, tôi không biết nó kéo dài bao lâu. Một ơn đặc biệt cho cha và cho tất cả những ai rao truyền lòng thương xót cao vời của cha. Cha sẽ bảo bọc họ trong giờ lâm tử
như vinh quang của riêng cha. Giả như tội lỗi các linh hồn có đen đủi như bóng đêm, nhưng khi quay về với lòng thương xót của cha, là họ đã dâng lên cha lời tôn vinh cao sang nhất và là vinh quang cuộc thương khó của cha. Khi một linh hồn ca tụng lòng lành của cha, Satan sẽ run rùng và chạy biến xuống tận đáy hỏa ngục. Nhật ký 379. Trong một giờ chầu thánh thể, Chúa Giêsu đã hứa với tôi: với những linh hồn đến nương nhờ cũng như những linh hồn tôn vinh và rao truyền lòng thương xót cha cho những người khác, đến giờ lâm chung của họ, cha sẽ đối xử với họ theo lòng lân tuất vô cùng của cha. Chúa Giêsu còn phán: trái tim cha đau buồn vì ngay các linh hồn ưu tuyển cũng không hiểu biết về lòng xót thương hải hà của cha. Tương giao của họ với cha phần nào bị nhiễm độc vì sự nghi ngờ của họ. Ôi, điều ấy gây nên thương tích đau đớn biết bao cho trái tim cha. Con hãy nhớ lại cuộc thương khó của cha, và nếu không tin những lời của cha, ít ra con cũng hãy tin vào các thương tích của cha. Nhật ký 380. Tôi không làm một cử động, một điệu bộ nào theo ý thích bản thân, bởi vì nhờ ơn thánh, tôi đã được ràng buộc. Tôi luôn luôn xét đến điều nào làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn.